sinh viên quận 9 Thủ Đức đã tìm được phòng trọ phù hợp chưa? Hiểu chưa? Thì tham khảo ngay siêu phẩm phòng trọ cao cấp này nha. Đảm bảo các bạn sinh viên và bậc phụ huynh xem qua là mê ly, quên lối về luôn. Khai trương gần 40 phòng trọ mới xây, thiết kế cao cấp và cực kỳ an ninh. Tôi nói nó đẹp là phải đẹp từ cái thang máy, hành lang phòng đến bên trong phòng. Đầu tiên, review phòng ở từ 1 cho tới 2 người nè. Phòng rộng và đẹp thôi rồi luôn các bạn ơi. Cực kỳ thoáng và mát khi có cả ban công và cửa sổ. Chỗ ngủ giờ không còn là cái giường đơn điệu như trước nữa. Thiết kế giường tích hợp với tủ đồ và bàn làm việc luôn. Kiểu kiểu của mấy cái phòng hot trend hiện nay cả nhà. Nội thất thì như các bạn có thể thấy rồi đó, đầy đủ hết, chỉ cần đem quần áo vào là ở thôi. Mà nội thất ở đây á, thiết kế phải nói là có gu thật sự. Tông sẹt tông, màu phối hợp với nhau rất là hài hòa. Mọi người có để ý không? Phòng được thiết kế với hai tông màu chính, đó là tông màu vân gỗ kết hợp với màu nâu đá. Từ giường tủ đến cây bếp cũng cùng một tông màu như vậy luôn. Nhìn sang và đẹp quá trời. Tiếp theo là nhà vệ sinh cũng đẹp và hiện đại không kém. Tường nhà được lót full gạch men, sạch đẹp, mát mẻ mà còn rộng nữa. Tiếp theo tôi sẽ review cái phòng dành cho ba bạn ở nè. Thiết kế vừa đẹp mà cũng vừa độc đáo. Hai bạn ngủ ở dưới, một bạn ngủ ở trên là quá hợp lý. Phòng này thì cũng có ban công và cửa sổ nên ở đông người cũng không sợ ngợp. Review nãy giờ chắc mọi người cũng sẽ thắc mắc là phòng đang cho thuê bao nhiêu đúng không? Đang cho thuê chỉ từ 4x một phòng thôi. Các bạn ở ghép 2 người thì mỗi người tầm 2x, mà ở ghép 3 người còn rẻ hơn nữa. Dự án ngay trên đường Võ Văn Hát, Long Trường, quận 9, gần đại học FPT và đại học Nguyễn Tất Thành. Ai thấy phù hợp thì tham khảo nè. Còn ai muốn tôi review chỗ gần trường nào nữa thì cho tôi biết với nha. Hoặc ai đang cần gấp thì tham khảo nhanh tại group cộng đồng trên bio nha cả nhà.